U23 Việt Nam gặp U23, Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói gì về đối thủ? Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn dự đoán trận tứ kết sắp tới sẽ là trận đấu rất khó khăn, nhưng U23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác. Do đều đã sớm giành vé đi tiếp vào tứ kết nên trận đấu giữa hai đội U23, Uzbekistan và U23 Việt Nam chỉ có ý nghĩa phân định ngôi nhất bảng nhằm xác định đối thủ gặp ở tứ kết, nhằm đảm bảo lực lượng tối ưu nhất cho vòng đấu loại trực tiếp. Nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra tới 8 sự thay đổi về nhân sự trong đội hình xuất phát so với trận đấu trước. Có lẽ chính vì vậy nên U23 Việt Nam đã bắt nhịp không tốt và sớm phải nhận bàn thua đầu tiên chỉ sau 4 phút bóng lăn. Bàn thua sớm cộng với sự vượt trội của đội bạn trong kiểm soát bóng đã tác động không nhỏ đến tâm lý của các cầu thủ, khiến lối chơi đề ra không phát huy được hiệu quả như mong muốn. Hai bàn thua còn lại trong hiệp 1 cũng đều là hệ quả từ sức ép mà U23 Uzbekistan tạo ra trước khung thành thủ môn Văn Việt. Sang hiệp 2, một số cầu thủ chủ lực được đưa ra sân nhằm mục đích vừa cải thiện thế trận cho U23 Việt Nam, vừa tạo nhịp thi đấu tốt để chuẩn bị cho trận tứ kết. Tuy vậy, U23 Việt Nam cũng không thể một lần đưa được bóng vào lưới đội bạn. Tỷ số trận đấu cho thấy U23 Uzbekistan rất mạnh. Không chỉ ở trận đấu này, ở các cấp độ đội tuyển khác, bóng đá Uzbekistan luôn mạnh hơn Việt Nam. Các đội U17, U19 hay U23 Uzbekistan mạnh hơn các đội của Việt Nam nhiều. Chính vì thế, để nói thêm về Uzbekistan tôi nghĩ không cần thiết. Thông qua kết quả, chúng ta đều biết được năng lực của đội Uzbekistan thế nào, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết. Với kết quả thua U23 Uzbekistan, đội tuyển U23 Việt Nam cán đích ở vị trí thứ nhì bảng D và sẽ gặp U23 Iraq tại tứ kết. Nhận định về trận đấu này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói, đội hình U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ lần đầu ra sân ở giải này. Trận tứ kết chắc chắn rất khó khăn. Ở vòng bảng, U23 Iraq đã thua U23 Thái Lan nhưng điều đó không có nghĩa họ là đội bóng yếu. Họ vẫn là đội mạnh. Tuy vậy, tôi muốn nhắc lại rằng, chúng tôi đến đây là để thi đấu và các cầu thủ sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết. Kết thúc vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ có quỹ thời gian 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Iraq tại vòng tứ kết. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, với tính chất đấu loại trực tiếp của một trận đấu thì điều gì cũng có thể xảy ra và cơ hội cho hai đội là vẫn là 50-50, trận đấu với U23 Uzbekistan có thể xem là bước tập dượt cho trận đấu với U23 Iraq, giúp ban huấn luyện đề ra giải pháp tối ưu nhất cho trận đấu tới.